Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Thanh Ninh nha. Thì ngày hôm nay em Hậu đang có mặt ở đây á là ấp Trà Giỏ, xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh nha quý cô chú anh chị. Và cái hướng này á, phía sau em đây là bà con mình sẽ đi ra đường số 20 của đường quốc lộ 22B, ngay khu vực Nghĩa Trang Thành Đức, ngay khu công nghiệp Thành Đức luôn. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái nhà máy sản xuất là Tanny Food. Đấy, thì những bà con nào mà ai đang tìm những cái bất động sản mà gần khu công nghiệp đó mà mình đầu tư theo hướng dài hạn thì đây sẽ là một cái bất động sản đáng quan tâm cho quý cô chú anh chị mình. Với một cái diện tích ở đây em Hậu có đó là 3 lô đất, mỗi lô với diện tích là ngang 5m, dài 52m và chúng ta có tới 75m thổ cư nha quý anh chị. Thì cái đất của chúng ta thì với cái diện tích như vậy thì từ cái mí tường này nè bà con, ngay từ mí nhà này thì bà con mình có thể thấy là đổ dài là phía sau, ngay cái hàng rào với phía sau luôn đó bà con. Đó, rất là dài luôn ha. Và đổ dài qua đây thì ở đây chúng ta có tổng diện tích đó là 4 nền lớn. Thì ở đây anh chủ đã bán hết một nền rồi. Nó cái nền lớn đây là 12 mét là bán rồi. Còn ở đây chúng ta còn á 3 nền, mỗi nền á là ngang 5 mét, dài 52 mét nha. Ở đây bà con mình thấy nè, khu vực dân cư đông, nhà cửa là san sát nhau. Đường mình là ô tô đi vô tới đất được luôn. Đó. Đường 3,5 m, ô tô đi được. 4 chỗ, 7 chỗ bà con đi vẫn ok nha. Đó. Nhà cửa đây là san sát nhau, rất là nhiều nhà. Điện đâu là điện nhà nước có đi sẵn vào đây cho bà con mình luôn. Đó. Và ở đây em Hậu xin chia sẻ lại là đây là ấp Trà Giỏ, xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Như bà con mình thấy nè, ở bên kia thì cũng có con đường đi vô luôn. Thì những bà con nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh ngay bến xe An Sương, bà con mình đi đến đây á là khoảng là 60 km nha bà con. Khoảng 55 km thôi, chưa tới 60 đâu. Đó, và Thủ Dầu Một Bình Dương bà con đi đến đây cũng khoảng 55 km. Những bà con nào ở Đức Hòa Long An, chúng ta đi đến đây rất là gần, khoảng 45 km thôi. Đó, dân cư đông. Nhà cửa thì san sát nhau. Mà hậu dài nữa, bà con nào mà mình muốn có một cái bất động sản mà ở trước mình xây dựng cái nhà, ở sau mình trồng cây, nó làm ao thả cá này, giống như nhà cái bên này. Đây người ta xây cái nhà, ở sau người ta trồng cây này kia nọ, chăn nuôi ở phía sau luôn nè bà con. Đó, đây bên đây thì bà con nào ai mà đang tìm mà đất mà ngay chỗ gần khu công nghiệp rồi á, đấy, ba lô, bà con mua hết ba lô là sẽ có giá sỉ cho bà con mình. Đó. Còn ai mình mua lẻ thì ở đây anh chủ sẽ gửi cho bà con mình với mức giá là 435 triệu thôi một sổ. 435 triệu một nền đất thuộc xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Và bây giờ em Hậu mời bà con mình xem qua ba cái tích lục sẵn của cái bất động sản của chúng ta. Đó, ưng cái lô nào bà con mình có thể chốt được ngay lô đó luôn. Thì ở đây bà con mình thấy chúng ta sẽ có là tổng diện tích là 258,7 m² nè. Đó, ở đây á chúng ta sẽ có thửa đất là 196 tờ bản đồ số 97 nha bà con. Đó, đây ngay chỗ này trước ngang 5m, dài 52m nè, ở trước mình đường đất là 3,5 m nè nha bà con. Đấy, tiếp tục cái thửa lớn của mình nó là 196, mình tách ra thành 246 nè. Đó, mình có một đỏ đồ sẵn sàng hết luôn nha bà con. Đó, thì diện tích là đều như nhau, ngang 5, dài 52m, nó có những cái cạnh nó là 51m đó. Đây, chúng ta sẽ có ba cái chích lục ha, 247, đó, 246 ha bà con. Đó, bên đây mình 248 nè. Đó, đây, và đất của mình là quay về hướng là đông bắc nha. Với diện tích như vậy, bà con nào quan tâm liên hệ 0839 666 736, 5 x 51, 75m thổ cư, khu vực dân cư đông, đường ô tô đi. Từ đây mà mình đi ra đường quốc lộ 22B, bà con mình mất chỉ có khoảng 400m thôi. Mình đi về ngay chỗ ngã tư Thành Đức, bà con mình á chỉ mất có khoảng là 1 km. Ủy ban nhân dân xã Thành Đức 700m, về chợ Thành Đức là 800m thôi. Với như diện tích như vậy
vị trí như vậy quá hấp dẫn luôn. Bà con nào quan tâm liên hệ 0839666736 nha. Và bây giờ em Hậu xin gửi đến bà con mình cái quy hoạch của cái bất động sản này để bà con mình có một cái nhìn tổng quan hơn về cái tiềm năng của cái bất động sản ở cái khu vực này. Và một điều đặc biệt là bà con là mua sỉ ba lô sẽ có giá ưu đãi dành cho bà con mình nha. Thì bây giờ mời bà con mình xem cái quy hoạch ạ. Bà con mình đang xem đây là cái quy hoạch sử dụng đất của cái bất động sản của chúng ta thuộc huyện Gò Dầu nha bà con. Và ngay vị trí này á, bà con mình thấy nè, đấy, đã được phủ hồng hết rồi. Và cái con đường ở phía ngoài là con đường số 20 của quốc lộ 22B nè bà con. Và phía ngoài đây á, là chúng ta sẽ có nguyên một cái khu quy hoạch là đất khu công nghiệp xã Thạnh Đức. Bà con thấy rất là lớn đúng không ạ? Đấy. Và cái hướng này thì chúng ta có một cái ngay chỗ ngã tư. Đây là gọi là ngã tư Trà Võ. Thì cái hướng này á, bà con mình có thể đi ra đường DT781. Và cái con đường ngay chỗ này là đường Trà Võ đất sét nè, cặp bên khu công nghiệp nối liền giữa đường DT784, cũng như là có một cái con đường cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài đấu nối về đây là đường cao tốc Gò Dầu Sa Mát, là ngay vị trí này nè bà con. Đó, rất là thuận tiện cho bà con mình để mà sau này di chuyển ha. Và đây cũng là một cái bất động sản mà gần khu công nghiệp, mang rất là nhiều tiềm năng cho những quý cô chú anh chị nào ai muốn tìm một cái bất động sản mà đầu tư dài hạn lâu dài. Thì cái vấn đề mà những quý cô chú anh chị nào mà mình đầu tư bất động sản ở công nghiệp thì mình cũng biết rồi, nếu mà khu công nghiệp này chúng ta đã bắt đầu triển khai xây dựng thì có thể là ít lên rất là nhiều lần nha bà con. Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì bà con mình có thể liên hệ số điện thoại là 0839666736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con mình. Xin cảm ơn bà con. Và đây là cái con đường chúng ta có thể đi ra phía đường số 20 của quốc lộ 22B nha bà con. Bà con mình thấy lưu lượng dân cư nhà cửa ở đây cũng rất là đông ha. Nhà cửa hai bên rất là nhiều luôn nha bà con. Và đây là cái con đường nhựa số 20 của đường quốc lộ 22B nha bà con. Đó, bà con mình thấy ngay đầu đường mình đây là có một cái cửa hàng ga Khang nè. Đây là vừa bán nước ngọt, bán bia rồi đầy đủ hết cho bà con mình ha. Đường này chúng ta chạy vô đây cũng thông luôn nha bà con. À, còn bây giờ em Hậu sẽ đi ra đường quốc lộ 22B cho bà con mình xem. Thì từ ngay chỗ vị trí đường đất của chúng ta, ngay vị trí đất chúng ta đi ra tới cái đường nhựa này á, là bà con mình mất khoảng chừng 300m thôi. Và từ đây chúng ta đi ra đường quốc lộ á, khoảng là 400m nha bà con. Thì hai bên đường bà con mình thấy quán xá, dân cư ở đây cũng rất là nhiều. Thì những bà con nào mà chúng ta tìm một cái bất động sản để đầu tư lâu dài, hoặc là tìm một cái bất động sản mà gần khu công nghiệp, thì tại vì bên kia đường á, là chúng ta sẽ được quy hoạch làm nguyên một cái khu công nghiệp Thạnh Đức rất là lớn. Đó, như cái quy hoạch mà em Hậu mới gửi cho bà con mình xem á, bà con mình cũng thấy rất là tiềm năng luôn ha. Thì ở đây là con đường quốc lộ 22B nè bà con. Nếu mà bà con mình quẹo trái á, là mình sẽ đi về thành phố Tây Ninh nha, đi về trung tâm, về chợ Long Quang của Tây Ninh. Còn chúng ta quẹo phải là bà con mình đi về thành phố Hồ Chí Minh nè. Bà con mình thấy Ủy ban Nhân dân xã thì cũng nằm ngay vị trí trên đường này luôn. Đó, đầu đường đây là mình có nào là cây xăng nè. Bà con mình đi tới tí xíu nữa sẽ là tới ngay chỗ là chợ Thạnh Đức. Đó, đây là cây xăng Ngọc Quý nha bà con. Q2. Với một cái vị trí bất động sản mà cách đường quốc lộ chỉ có vài trăm mét thôi, gần ủy ban, gần chợ, trường học cấp 1, cấp 2 cũng nằm ở gần khu vực này luôn. Đó, trong bán kính bà con mình đi khoảng 2 km là có đầy đủ tiện ích điện đường trường trạm cho bà con mình hết luôn nha. Thì bên tay phải em Hậu ở đây á, là sẽ là chợ Thạnh Đức. À, bà con đi thẳng á, là về ngay chỗ thị trấn Gò Dầu. Còn đi trái á, là chúng ta sẽ đi về đường DT784 về ngã ba đất sét. Bà con mình có thể đi về dầu tiếng được luôn á bà con. Ngày này
có chúng ta có bách hóa xanh nè. Ngay chỗ này là bà con ở xa đến đây, chứ đến đây nói là ngay chỗ ngã tư Trà Vỏ đó, ngay chỗ tượng đài liệt sĩ Trà Vỏ, thì có thể alo cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh để em Hậu có thể đến để hỗ trợ bà con mình. Đây nhà thuốc Long Châu của chúng ta nó nằm bên phải nè, bách hóa xanh thì nằm bên kia, chợ thì sát bên, và chúng ta đi tới trước nữa là trường học là Thành Đức luôn nha bà con. Thì cảm ơn bà con đã ủng hộ quan tâm đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Thì bà con nào lần đầu đến xem kênh thì bà con mình có thể bấm vào nút đăng ký kênh để chúng ta có thể không bỏ lỡ các sản phẩm của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Và những bà con nào mình đang tìm hoặc là mình muốn bạn bè mình biết đến các bất động sản của Tây Ninh đó, nhiều khi mình tìm bạn bè tìm không biết ở đâu, thì bà con mình có thể bấm vào nút chia sẻ để bạn bè anh chị có thể thấy được ha. Bên tay phải em đây là có một cái điện thờ Phật Mẫu nè, kế bên này là mình có một cái trường trung học phổ thông Ngô Gia Tự, và bên tay trái em đây là công ty Tani Food. Đây là cái công ty mà sản xuất những loại trái cây sấy rồi bà con. Thì cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.